Hello các chị yêu nha, vào livestream săn sale rồi nhà ơi. Chị em chào chị Lê Trang, chào chị Minh Anh nè. Chị nào đang thấy livestream của shop mình xem mẫu nào ưng ý thì mình đặt đơn ha. Hôm nay sẽ sale rất là nhiều váy đẹp luôn ạ. Đầu tiên em có cái đầm này sale 99k nè. Mẫu đầu live sale luôn, giá là 99.000 cả nhà ơi. Chốt đơn cho em liền tay mã kèm số điện thoại nha. Rồi vô like mình chia sẻ cho em 3 lần, mỗi chị cho em 3 lần chia sẻ thôi. Mình có thể chia sẻ là lên trang cá nhân hoặc là lên trang các hội nhóm đều được nha. Đó, muốn xem màu nào phía sau đây mình cũng có thể bình luận bên dưới cho em luôn. Đây nhiều váy đẹp mấy chị ơi, nhiều quá đêm. Ở đằng sau này cũng sẽ có rất là nhiều váy đẹp cho mình lựa chọn ha. Ưng mẫu nào bình luận bên dưới nha, em sẽ thay cho mình xem từng mẫu luôn. Đó, quá trời đầm nè. Muốn xem màu nào nhắn em nha cả nhà ơi, có nhiều váy xinh ha. Rồi lấy đầm em mang nè, đầu like vô đông đủ cho em đọc mã cho mấy chị yêu chốt luôn. Mình vào đông đủ cho em đọc mã mẫu này cho mình chốt nha, 99.000 thôi. Hello chị Nguyễn Hằng, đầu like sale một cái đầm này đầm con. Đầm em mặc chất liệu là von nha, sơ mi von, hàng độc lạ, hàng hiếm, có đúng một cái thôi á, mẫu này là duy nhất một cái thôi. Sale luôn cho em mẫu đang mang. Chốt đơn là 1408 rồi. 1408 là sơ mi màu cam em mang nha, 99k. Chia sẻ cho em 3 lần ha, mỗi chị cho em xin 3 lần chia sẻ nè. Mình có thể chia sẻ lên trang cá nhân hoặc là lên trang các hội nhóm đều được nha cả nhà. Đầm sơ mi size này là size M, 50 kênh quay đầu cho em mặc được nha, 99.000 đồng thôi, rẻ không? Sơ mi xè có túi luôn. Đầm này là hàng mẫu mấy chị ơi mà em không có may nè. Nè, hàng mẫu về nhưng mà không có lên form mẫu này để bán nha, nên là nó chỉ có một cái một thôi đó. 99k nha, 1408. 1408 sale tri âm giá 99k. Hello chị Lan Hà, em chào chị Như nha, chào các chị mới vào luôn. Đây để em báo giá cái đầm này coi, màu đẹp ha, màu cam. Nền là màu cam có vối hoa nè, chị nào size M chốt cái này cho em là quá xuất sắc luôn. Ai size M chốt giúp em mẫu này nha, mặc đẹp, đi đâu mặc cũng xinh. Khoan để em báo giá đã, 99k nha, 99k mẫu đầu like mấy chị ơi, xanh sale liền. Săn sale liền cho em mẫu váy này nha, chốt đơn cho em đầm đang mang. Đâu rồi, đây 1409 à, em còn nhiều váy sale lắm. 1408. 1408 sale là 99k, size M. Mã váy em mang 1408, 99k đây chị Hoa Hải Đường ơi, đầu like tri âm luôn. Đầu like tri âm cái đầm em mặc 99k, có đúng một đơn duy nhất. Chị nào may mắn, tối ngày hôm nay chốt được em đầm này siêu xinh. Siêu xinh luôn. Rồi 99k mẫu em mang size M nha, form xè dài em cao mét 6 ha. À, body đi tiệc ha chị, body đi tiệc ha. Ok. Body đi tiệc hả? Đi tiệc đợt này thì em có về thêm đầm dạ hội nha, nhưng mà cái này form nó dài rồi yeah. Em có về đầm dạ hội cho mình mặc đi tiệc mấy chị ơi, đầm ren kim sa nữa nè. Đó, nếu mà chị nào thích mà dáng xòe thì đây ha, size M, full size. Full size đó mấy chị ơi, full size đó. Đó, còn nếu mà body thì em có váy ren nha. Chị thích ren không chị yêu ơi? Có cái đầm ren này đang sale nè, ủa đâu mất tiêu rồi, khoan đợi em xíu. Mới nghía thấy nó đâu đây nè. Có một cái đầm ren body cho mấy trẻ mặc đi tiệc nha. Ren body đây. Đầm ren được không chị? Body thì hôm nay em có váy ren á. Đầm em mặc là sơ mi xòe nha, mã số giúp em 1408. Đi tiệc chuyến này em về nhiều đầm nhưng mà đa số là form xòe. Đa số là form xòe nha. Còn form ôm thì em có cái này. Đợt mới này em về form xòe nhiều chứ ơi. Em có cái ren body này, không biết là chị có chưa, để em lên thử nha. Rồi sơ mi em mang 1408, chị nào ôm thì chốt mã kèm số giúp em ha, mã kèm số. Đây là một cái đầm body ren để đi tiệc nha. Mã đầm này cho em là 1541. Ren body này sẽ có cái cổ đắp chéo ha, mình có thể dễ dàng tùy chỉnh được giúp em cái độ kín hở. Tức là mình muốn mặc kín hay là thích mặc cho nó sexy hơn một chút thì các chị cứ tùy chỉnh giúp em thôi. Đó, cái cổ nó sẽ là cổ chéo như thế này. Rồi ren em mặc đây sẽ có đủ size cho mình luôn ha, form nè, form ôm. Body ren nha, sale luôn mẫu này là 199k cả nhà ơi. 1541 ren body em mang sẽ có giá là 199.000 đồng. Mẫu này em có đủ size ML, XL và 2X ạ. ML, XL và 2X 40 cho tới là 65 cân vừa. 40 tới 65 cân bận vừa cho em mẫu váy này nha. Đầm ren em mang dáng body thì em có mẫu này. Cái đó chị có, chị Đức có cái này rồi hả? Có cái này rồi, vậy em chưa có về body mới chị ơi, có về đầm xòe thôi. Mấy mẫu mới đợt này về là đa số là váy xòe nè. Đó, em về mấy cái mẫu đầm xòe nè. Còn váy ren thì váy body thì em chưa có về thêm cái nào mới hết trơn á. Hiện tại vẫn là những cái mẫu body đang có lẻ size ha. Rồi em mang chị nào chưa có thì chốt luôn giúp em mẫu này 199k. Chị nào mà thích kiểu mặc đầm ôm á. Đó, body cho em sẽ nhẹ tà sau nha. Đây sẽ nhẹ tà phía sau nè. Rồi 199k cho em mẫu đầm này. Tri ân luôn giá 199. Em có size cho mình là từ 40 cho tới 65 cân luôn. 40 tới 65 cân là vừa đẹp cho em nha. À, cái màu vàng này chị có chưa? Màu vàng này em còn có một cái duy nhất em đang sale này chị ơi. Nhưng mà em này nó size nhỏ. Em có cái body vàng, một cái đúng không ta? Em có cái body vàng này nè chị, hôm nay sale nè. Màu vàng chị có chưa? Mẫu này cũng xinh lắm. Còn có một đơn cuối cùng. Một đơn cuối cùng nhưng mà em này là dành cho chị nào size M thôi. Màu vàng có ánh kim nha, cái vải của nó nè. Đó, mấy chị thấy mấy cái hộp nó bánh lấp lánh không? Khoan để em coi coi còn chính xác nhiều cái đây. Em mặc thử mình coi luôn đi. Để cầm sợ hổng lên phao ha. Cái vàng này còn được một đơn hay sao á. Rồi, còn không thì mình đợi em lô hàng sau đi nha. Chị nào mà thích đầm body á ha, mà mẫu đợt này mình mua hết rồi thì có gì mình đợi em lô sau ha. Lô này em về cho mình là váy xòe không à? Cái lô này em về váy xòe không à? Nó chưa có về thêm body. Để em lên cái body vàng này cho mình xem. Body vàng này em sale luôn. Còn có một đơn duy nhất thôi. Để em chiếu nha. Em này sẽ là cổ nó có đến cái nơ. Ui dễ thương quá nè. Rồi đầm này của em chỉ còn đúng một đơn cuối thôi. Nhưng mà lưu ý giúp em này mấy chị ơi. Cái màu này nó hơi, cái này nó hơi mỏng một xíu nha. Cái vàng này nó hơi mỏng một xíu nha. Nên nếu mà chị nào lấy cái vàng này á, là mình nhớ khi mà mặc là nhớ mặc nội y bên trong giúp em là màu da. Màu da hoặc là cùng tông màu vàng này hay là màu trắng nha. Chứ đừng là mặc xanh đỏ tím này kia là thấy đó. Em này nó hơi mỏng xíu nha. Rồi sale luôn. Chị nào size M không nè? Có ai size M không? Em xả cái này luôn đi. Nó có một đơn cuối à. Chị nào size M không? Size M mẫu này là dưới 50 cân cho em nha. Đầm em mang mã số là 1. Để em coi coi giá nhiêu đây. Khoan đợi em chút xíu. 1391. Rồi 1391 nha cả nhà ơi. Mẫu em mang mã số là 1391. Chị nào mà size M nha, em xả kho đầm này luôn cho mình 69k luôn. 1391 cho em mẫu đang mang nha. 69. Cái con chuột này 69k nha, mẫu đang mang mã số là 1391 cho em, còn đúng một đơn size M thôi. 50 cân quay đầu là mình sẽ mặc giống như em vậy đó nha. Ai size M nè, còn một đơn cuối. Chế nào size M dưới 50 cân mặc như em ha, 69.000 nó sẽ là đắp chéo tà trước. Đó, đắp chéo tà trước như thế này ha. Rồi cái này nó sẽ cho mình là cái nơ nè. Cái nơ đằng trước này dễ thương không? Size M nha cả nhà, là cái size em đang mang á. Size M là cái size em đang mặc nha. Dễ thương không? Nhớ mặc nội y giúp em màu da. Màu da, màu kem hoặc là màu trắng nha. Màu da, màu kem, màu trắng nha. Còn này mà mặc nổi quá lộ nha. Này nó hơi mỏng đó. Em có báo trước rồi nha. Mặc hơi mỏng nha. Ây da, để em đánh miếng son cái đã. Thôi đánh rồi mà không thấy gì hết trơn vậy ta. Rồi, đầm em mang mã số là 1391 nha cả nhà. Để em nghĩ coi còn cái nào nữa không, sale luôn. Còn nhưng mà cái này cũng size nhỏ chị ơi. Cái này cũng size nhỏ luôn. 51 có thể vừa chị Đức. 51 có thể vừa tùy eo chị. Tùy eo nha, mình đo eo giúp em đi. Mình đo eo giúp em chị Đức ơi, đo eo. Ui cái này cũng size nhỏ nè biết chế. Cái này cũng size nhỏ cho em nè. Size này nó hơi mini một xíu nha. Em này size M thì không được 50 đâu. Cái váy này của em size M là cỡ tầm 45 thôi. Khoan đợi em xíu lên mẫu khác cho. Màu vàng là 1391 nha. Chị nào ưng chút 1391 kèm số cho em đi ạ. 1391 kèm số nha cả nhà ơi. Rồi em lên một cái đầm màu đen ren nha. Phong này dạng cũng ôm á, ôm xuông á. Đây. Em này thì em còn size M. Đây. Mẫu này em còn size M nhưng mà cái form này cỡ tầm dưới 45 cân thôi nha cả nhà. Cái ren đen của em đang mặc là dạng ren sò nè. Cái hoa của nó là trên cái hoa văn là nó nổi luôn á, cái gân vải nó nổi phía trên luôn. Rồi đây là mã 1510 cho em đi ạ. 1510 váy đầm em đang hai size M, mẫu này hơi bé. M này cỡ tầm size S á. Mẫu em mang cái ren này là nó khoảng tầm là size S nha, em sale luôn mẫu này đi. 1510 cho em ạ, 1510. Cái nãy là 69 nha, cái màu vàng là 69 để em báo giá. Rồi, còn em mặc trên người đây mã số là 1510. 1510 em còn size S đó cả nhà. M mà nó nhỏ quá thì gọi size S đi, 99k. 1510 mẫu đang mang nha. Ở dưới. Ui ở dưới xinh quá nè, 99k cho em. 99k cho em mẫu đan mang nha, hai lớp bên trong đúc lót ren nhà em là auto hai lớp. Màu đen nha, đen ren mã số 1510, mẫu này chị nào mà minion một xíu thì mặc được nha, còn mà trò người một xíu là không vừa đâu. Mẫu này tầm size S giúp em thôi, dưới 45 46 cân là ok. Giá 99.000 đồng. Rồi để em lên đồng full size đi ha. Để lên xem kẻ nha. Rồi em mặc đây là 1510 nha. Giá là 99k nha cả nhà. Ren. Mẫu ren đang mang mã số là 1510. Sale 99k. Đầm có hàng nút phía sau. À đầm đó đầm đi tiệc mới của nhà em đó. Đây đây. Cái đầm đó là dạ hội nha. Dạ hội ánh kim. Dạ hội ánh kim mới về của nhà em. Em có màu vàng đồng nữa nha chị. Nè. Em có màu vàng đồng nữa nha. Hai màu. Cái dáng dạ hội này nè. Cái chất của nó là kim tuyến á, hoa văn của nó là kim tuyến nè. À, đây cổ vuông chị Thúy Nguyễn mẫu này ha. Em có hai màu, nếu mà chị thích màu trắng em lên màu trắng trước. Để em lên màu trắng trước nha, xong rồi em sẽ mặc cho mình coi cái, nếu mà thích thì em lên luôn cái vàng đồng phía sau ha. 1391 màu vàng, à cái màu vàng nó chỉ còn có một đơn thôi nên là chị nào ưng thì nhớ đặt đúng giúp em cái mã số đi ạ. À. Màu vàng em chỉ có một cái thôi. Chị nào vừa thì em chốt nha, cỡ 50 cân cho màu vàng. Còn cái ren đen của em là dành cho mấy chiếc size S đó, cỡ 45-46 cân ha. Do là cái ren này nó không có co giãn. Cái vàng nó có co giãn nha, còn cái đen này không co giãn nên em không có trừ hao được. Màu đen này 45-46 cân mặc được giúp em 99k. Rồi em lên cái cổ vuông này là mẫu mới nè. Siêu phẩm mới ra lò. Lên đơn cho em này 1592. Dạ hồi ánh kim. Rồi, dạ hồi ánh kim mã số là 1592. Mẫu này là form dài nha, form dài cho em. Nó co giãn tốt lắm mấy chị. Này. Dữ không? Co giãn siêu cao luôn. Mẫu này eo 90 mặc đẹp. Đầm em mang eo 90 mặc vẫn thoải mái nha. Đây cái màu vàng nè, em chưa kịp cất nữa nè. Rồi, dạ hồi em mang là eo 90 quay đầu cái chị yêu mang được nha. Eo dưới 90 mang được giúp em luôn. Phía này là ngọc trai. Đó, một dãy ngọc trai phía trước ha. Size M nhà em. Dạ đúng là chị Trọng Đạt nhưng mà cái này nó nhỏ. Đúng là size M nhà em á là cỡ 50-52 cân bận được. Như cái đầm em mặc là 55 luôn. Cái dạ hội em đang mặc nha, là size M là lên được cả 55. Tại vì cái chất này co giãn. Chỉ riêng một số mẫu. Riêng một số mẫu là do cái form nó hơi bé nè, hoặc là do cái chất của nó không co giãn ha, thì em sẽ có báo để mình lựa chọn mà cho nó thoải mái nha. Cái đen này là cỡ 45 cân thôi, tại vì 50 cân là em mặc nó rất là chật luôn. Cái màu đen này em 50 cân là em mặc rất là chật luôn, là em không kéo khóa được luôn á, nên chị nào cỡ 45 mặc thì được. Do cái form á chị Đạt. Cái màu đen này là do cái form nó nhỏ quá. Do cái form nó nhỏ quá nên là em phải đành lấy cái size lớn em mặc á. Chứ thật ra là cái size M em mặc không có vừa. Rồi đây, mẫu em mặc nha. Đầm em mang đây mã là 1592 ạ. Dạ hội màu Màu bạch kim ha. Dạ hội màu bạch kim cho em hoa văn nè, full là kim tuyến nha. Full hoa văn trên đồng là kim tuyến lấp lánh hết luôn. Rồi đính kèm hàng ngọc trai nữa nè, xịn chưa? Em có màu vàng đồng. Em có màu vàng đồng phía sau đây, chị nào thích em lên màu vàng đồng thì cứ nhắn em ha. Rồi mẫu đang mang mã số là 1592 nha cả nhà. Mẫu đang mang mã số là 1592, chúc giúp em đầm này 1592 nè. Sale cho mình luôn, mẫu đang mặc là 369 thôi. Dạ hội luôn. Dạ hội luôn, form dài tới cổ chân mà có 369k thôi đó. Mẫu này 70-75 cân các chị mang được luôn. 70-75 cân mang ok cho em, tại vì nó co giãn tốt lắm nha mấy chị thấy không? Siêu co giãn luôn ha, eo 90 mang được á. Đó, mình cứ đo eo cho em ha, cân nặng chiều cao số đo 3 vòng em tư vấn cho. Lên đơn 1592 kèm số giúp em là được ạ. À. Chị Thúy ơi cho em số điện thoại nha, cho em số điện thoại, tại vì shop sẽ gọi tư vấn nha, bên em sẽ gọi tư vấn sai. Rồi chốt giúp em là 1592, em này là 369. Bao giá luôn. Không có không có một cái shop nào trung niên mà cho các chị cái vải em mặc nha, cùng cái dáng dạ hội như này 300 mấy là không có đâu. 369k cho mẫu này. Ok, ok chị Thúy Nguyễn 65 kênh được. Mẫu này thì vô tư, mẫu này coi giãn tốt đây là vô tư. Chị thích màu vàng đồng không? Em có hai màu luôn, kiểu này hai màu luôn. Đó, lên đơn màu em mặc sẽ là 1592 nha cả nhà. Thích màu em mang chốt 1592 đi. Ai thích màu em mang chốt 1592 kèm số cho em ha. Gì đây ta? À, vest. Đầm vest em còn hai đơn, em này cái chất cà tê mềm nè. Vest này em còn hai đơn nha. Chất em này là chất KT mềm, chị quen quá mà. Số điện thoại chị em quen má mà chị. À, khi mà mấy chị đặt hàng mấy chị bình luận cho em á là bên shop sẽ hay trả mấy cái tin nhắn về cho mình, đó là chị lấy mẫu nào cho em số điện thoại hay là cho em xin mã số rồi các kiểu là bên em tương tác nha. Đó nên là mấy chị khách mới em vẫn hay nhắn vậy á để giữ được tương tác á cả nhà. Không sao, mình cứ coi hết livestream, thích cái nào chốt đơn thôi. Còn mấy cái tin nhắn thì cứ bỏ qua. Rồi đây lên đầm vest sale luôn, mẫu này cái chất mềm lắm mấy chị ơi. Này nó dạng sao ta? Giống như ca tê mềm vậy đó. Nè, vest nha, màu caro. Nè, caro nhuyễn nha, caro nhuyễn cho em, không biết mấy chị thấy rõ không ta? Không thấy luôn á, nhìn tưởng nó màu xám đúng không? Thật ra nó là caro nha cả nhà, caro tí tí á. Rồi đem qua mẫu ha. Em mang mã mới, em mang 1592. Em mang 1592 kèm số giúp em ha, 1592 kèm số nè. Mẫu đang mặc là chất ánh kim, co giãn siêu cao, chị nào mà size to tròn tròn á. Đó, xem xét đặt cho em tại vì ít mẫu có size to lắm. Rồi qua một cái đầm vest. Mẫu này em còn hai cái size M luôn. Hơi nhăn nha, em chưa kịp ủi. Hơi nhăn xíu xem đợi giúp em ha. Hai cái size M 50 cân đổ lại cho em, eo dưới 70. Em còn hai cái size M mẫu vest này luôn. Dưới 50 cân eo dưới 70. Trời ơi, hàng hiếm mới chơi, tay dài. Tay dài hàng siêu hiếm luôn. Tại cái lô này em về đa số là tay lỡ ha, tay lỡ với tay ngắn. Mẫu này hai cái size M nha. Có túi, có một bên túi. Có một bên túi nha. Rồi mẫu em mang chốt đơn là 1438 đi ạ. À. Ui. Lấy mẫu em mang chốt 1438 nha. Vest nè. Vest nha. 1438 sale luôn. 1438 hôm nay sale luôn mấy chị ơi. Mẫu đang mang đầm vest đi làm cũng xinh. Đi làm đi chơi gì cũng được. Hai size M cho em, form cũng phủ gối đó, form của phủ gối nha. 1438 ngày hôm nay sale luôn, hai cái size M, giá sẽ là 99k. Đó, xả kho 99k quá trời, đồng đẹp luôn. Có phối hàng cúc trước nữa nè. Nguyên hàng cúc cũng đẹp nữa đó. Cái cúc xịn nha. Cúc cũng đẹp nữa, eo 70 nha, size M cho em. Size M nha, eo 70 quay đầu cho em đó. Hai cái size M. Cái em bận với cái này ha, size M luôn. Tem mạc nhãn mác đầy đủ cho em ha. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán. Rồi ai mặc vừa mẫu này chốt giúp em 1438 ạ. Tri ân luôn, giá sẽ là 99k. 1438 giá 99k cho em hợp đồng này luôn ha. Size M 50 cân đổ về hoặc eo dưới 70. Đó, mặc size M cho em nè. Đây, mặc cái này là vừa nè, thấy không? 50 cân quay đầu, eo dưới 70, em size 99. 1438 nha, ai size M chốt giúp em mẫu này 99k. 1438 sale luôn, mẫu này 99k. Chị nào size M cho em thì lên đơn, giao hàng toàn quốc. Nhà em giao hàng toàn quốc, mình cứ xem like đặt mẫu, em sẽ giao đến tận nơi. Hỗ trợ cho mình là xem trước thanh toán nè. Rồi, giao đến tận nhà luôn ha. Giao đến tận nơi, hỗ trợ xem trước. Rồi em qua đầm nha, qua mẫu khác. Tiếp theo em có một cái đầm, một em đầm bi nha, đầm bi này xinh nè. Một em đầm bi xè 3 tầng cho các chị luôn. Em này là xè dài 3 tầng cho em, khóa sau nha, và từng cái tầng nó có nhúng nhúng ly nữa. Mẫu này mình mặc đi kiểu đi chơi, du lịch, chụp hình cũng đẹp, hoặc là mình có thể mặc hàng ngày cà phê dạo phố, tại chất nó nhẹ tinh hả. Em mang mã mấy? Em mang là 1438 chị ơi, mẫu này đi làm mặc được nè. Hôm trước mấy chị hỏi đồng văn phòng thì em lại không thấy cái mẫu này. 99k chị Thu Hà ơi, 99k, đặt trên like giúp em mới được giá này nha. Mã kèm số nha, đặt hàng giúp em là mã kèm số và chia sẻ cho em 3 lần thôi, rất là dễ. Em không có yêu cầu nhiều luôn, nó có 3 lần thôi. Mấy giây là xong 3 lần chia sẻ rồi, chốt được cái đầm siêu đẹp, giá quá rẻ luôn. 99.000 đồng cho em nha, 1438 nha, chốt đơn 1438. Vest đó, nguyên cái đầm vest tay dài có 99 nè. Rồi, đây đầm bi em mặc đây thì cái chất này là chất von. Em này là 1578 ạ, chất liệu là von ha, hình như cái này sắp hết nè. Mẫu này chị nào đang suy nghĩ đắn đo là phải chốt đơn liền. Em này sắp cháy hàng rồi. Em này sắp cháy hàng rồi nha, 11578. Tiếp tục em qua cái đầm bi này, mã số là 1578. Em nhớ hình như nó sắp hết size lớn nè. Đâu để em kiểm tra lại cho chắc cứu nha. Rồi đây đầm bi em mặc là chất von nha. Bi em mang là chất von, có size nhưng mà không có nhiều thôi. 40 tới 65 kênh trước mắt mình đặt đơn cho em mẫu váy bi này là 1578 và kèm cho em cái số điện thoại ha. Maxi, dáng maxi nha, em cao 1m6 thì nó dài tầm này. Đó, 1m60 em mặc là gần tới cổ chân nha, full size cho mình lựa chọn luôn, ML, XL và 2X ạ. Từ 40 tới 65 kênh vừa nha. Chị yêu nào chưa có thì cứ đặt đơn. Dễ thương lắm. Váy này là em chưa thấy chị nào chê luôn á. Chưa đấy chị nào nhận hàng mà chê luôn. Rồi số lượng hiện ra rồi. Hiện tại em đang còn váy bi đang mang là đa số là M và L. Đa số là M với L nha. Size XL 1 đơn. Chị nào size XL em còn đúng 1 đơn đây. Còn 2X em còn 7 đơn. 2X em còn 7 đơn nha. Tranh thủ giúp em. Mã kèm số đi. Mã kèm số cho em mẫu đầm này ha, 1578. Chút đầm nâu không gọi chị. Ủa chị Kim Ngọc chút đầm nâu nào? Chị chút đầm nâu nào chị nhớ mã không? Em lên lại cho. Em sợ sót đơn á. Em sợ là mình đặt hàng mà bị ổng comment nè. Hoặc là hết size ha, hay là cái mẫu đầm đó cái số lượng nó còn ít, mình đặt nó hết mất tiêu rồi thì mới không chốt thôi. Chứ còn khách đặt là em chốt hết. Rồi em đứng em live stream mấy chị thấy không? Em live stream em thay đầm, em giới thiệu sản phẩm là khách đặt em phải chốt chứ. Sợ là bị ổng comment đó chị. Chị nhớ mã nào không? Nâu này hả? Cái vest nâu này hay là cái nào chị nhớ không? Màu nâu thì em cũng chỉ có mấy mẫu thôi hà. Không biết là chị lấy cái nâu nào? Nâu xích ly này hả chị Ngọc ơi? Hay là cái nâu sô-cô-la? Đây em mới về cái nâu sô-cô-la cũng xinh nè. Chị Ngọc nhớ mã không? Để em lên lại cho. Hôm nay mình chốt lại giúp em được không? Chị Ngọc ơi? Em sợ mình bị ổng comment á. Chứ còn khách đặt là em chốt hết. Trời em còn đang mong khách đặt nữa đây. Em còn đang mong khách đặt hàng nữa đây thì làm sao mà đặt em không chốt được. Rồi đồng em mang là 239 nha, 239k. Em này xè 3 tầng luôn, xè dài 3 tầng, bên trong đúp lót cho em không lo mỏng nha. Sau lưng là khóa keo, em chưa kéo hết nữa. Xém nó lộ hàng rồi. 40 tới 65 kênh vừa nha. Đây sau lưng khóa kéo nè. Sau lưng là khóa ẩn cho em, form dài 40 tới 65kg. Chất liệu von mặc siêu nhẹ luôn. Chị nào thích đầm bi em mang chút 1578. 1578 kèm số điện thoại. Nâu chị đặt tay nữ hoàng. Tay phòng đúng không? Phải cái nâu này không? Đây, phải không ta? Phải không chị và chị Ngọc ơi? Phải đúng cái này chưa? Nâu sô-cô-la mới này của nhà em hay sao? Hay là cái nâu hoa? Hay là cái gấm ta? Nè, em có cái gấm nâu này nữa. Đây, gấm xốp màu nâu hoa. Gấm xốp nâu và có hoa nè. Đó, chị Kim Ngọc ơi màu nào? Cái nào? Ok. Cái nâu nào chị Kim Ngọc ơi? Nâu hoa này hay là cái nâu tay phòng đây? Em có hai cái nâu luôn, hai cái này đều đẹp, hai cái này đều thuộc dạng gọi là đứng form á, kiểu đứng form xòe phòng luôn á, mặc lên form là đứng form đẹp lắm. Đây hoa, em này là hoa, em này tay phòng Sicola Sicola rồi, để em mặc cái Sicola cho xem nha, Sicola mới đó. À, cái này nếu mà mấy chị thích cái kiểu này nha, em sắp về màu đen. Chị nào thích màu đen mình đợi đi. Bây giờ đang có màu nâu mình mua trước ha. Còn ai mà chờ màu đen thì lô hàng tiếp theo, cái kiểu là chuyến hàng sắp tới là sẽ về màu đen nha. Cái kiểu màu nâu này em sắp về thêm màu đen á. Bây giờ thì em về trước màu nâu thôi, coi với chị ưng không đã. Kiểu đó mới đó, kiểu đó mới về xinh lắm. Chị Sương Lan chúc Bi ha. Chúc Bi là 1578 nha chị Sương Lan. Bi em mang 1578 nha. Có 239 à, nguyên cái maxi quá rẻ. 239k đầm von hai lớp xè cho em. Đây, lên nâu sô cô la 1594. Em này chất xốp mấy chị, chất xốp. Nó phồng, thấy nó phồng vậy ha, nhưng mà nó mềm. Chứ không phải kiểu cứng nha, không có bị cứng đâu. Đây 1594, này có 299 à. Hay là chị Kim Ngọc đặt cái lúc đó là em chưa về hàng á. Tại vì hôm trước cái mẫu này nè, thường á là khách đầm mà kiểu như hàng về mới like, nhưng mà có mấy hôm là khách hỏi hàng mới dữ quá, cái là nôn cái giới thiệu trước á, cái sợ chị đặt lúc đó chưa có hàng quá à. Chứ mẫu này là em về, em mới về đây nè, hàng này hàng mới đủ size mà. 67 cân hả? 67 cân em sợ không vừa chị Kim Ngọc ơi, 67 cân em sợ không vừa rồi. Cái này nó không có co giãn, cái này nó không có nằm ở trên đây. Cái đầm em mang nó không có size 2X ở trên đây, em cũng chưa có chắc ăn nữa. Có cái size 2X ở đây thì em đo cho mình được nè, còn này chưa có. Đâu em coi có ai đo chưa ta. 1594 nha. 1594 mẫu em mang là chất xốp nha cả nhà, 1594 chất xốp. Ngày hôm nay sale luôn là 299k. Chưa có đo rồi, mẫu này mới về em chưa kịp đo. 299 à. Đồng này của em 299k. Ai chị Kim Ngọc đo eo giúp em đi. Không có hay ít ở đây. Chị Kim Ngọc ơi mình đo giúp em phần eo ha. Đo giúp em phần eo ha chị Kim Ngọc nha. Còn nếu mà còn không gấp mình đợi em mai, em ngày mai em lên kho em lấy cái này ra thấy em đo chắc ăn được không? Tại giờ em chưa có đo lên eo, nó cỡ tầm 85 86 thôi. Không dám trừ hao nhiều. Đó, chất nó phồng như vậy nè. Rồi, form xè có túi ha. 1594 nha, em mặc là 1594, em này 299 thôi, quá rẻ luôn. 40-65 cân vừa đẹp giúp em nha. Mình đo thử eo giúp em coi bao nhiêu đi, em kiểm tra coi vừa không. 1594, em này sale còn 299.000 đồng. Mình lên đơn mã kèm số cho em nha. Mã kèm số nè, M, L, XL, 2X. Đầm này em có đủ size. Chị nào dưới 65 cân cho em mình cứ chốt ạ. Cái tay nó phồng đẹp ha, tay phồng cao luôn á. Chị nào mà thích kiểu tay phồng nhiều lấy cái này đi. Tại cái chất này nó mới làm phồng được như vậy. Chứ còn mà mấy cái mẫu khác mà em có may phồng như này nó cũng có đứng được đâu. Như mấy cái vải von mềm là không bao giờ đứng form được như vậy. Còn em này chất xốp nó mới đứng form nha. Đó, 299. Chị 66kg chị Kim Ngọc. Mình đo eo á, đo cái eo cho em nè. Eo đo trên rúng nha. Eo là nhớ đo trên rúng giúp em, mình đừng đo ngang. Đo ngang đúng là đo bụng rồi. Đo ngang đúng là đo bụng rồi nha. Nhớ đo trên rúng giúp em. Cái này thì cỡ tầm eo 85-86 đi. Bây giờ thì em báo trước eo 85-86. Còn kỹ hơn ngày mai nha. Ngày mai em sẽ đo. Ngày mai em đo em báo trực tiếp sau ha. Còn hôm nay thì eo cỡ 85-86 giúp em đi. 299k nha. 299 MLXL2X. À hôm ấy chị Kim Ngọc nhắn với cái bạn mà chốt đơn á, chị Kim Ngọc nhắn với các bạn mà gọi alo chốt đơn cho mình á, là mai đo cho chị chính xác cái này em bao nhiêu. Rồi bên em sẽ, lúc đó bên em mới chốt nha. Tại giờ tối rồi, bây giờ em không có lên kho, em đang ở phòng livestream không có đi lên kho lấy đồ được. Chứ đầm này mà có là em đo liền rồi. Em chỉ có cái ánh kim ở đây thôi. Rồi, mẫu đang mang 1594 cho em ha, 299k. 299k mẫu đang mang, mã số 1594. Tiếp tục em qua mẫu. Lên tiếp một em váy nào đây. Mình có muốn em mặc màu nào không? Hay là em lên ngẫu nhiên nha. Có muốn em lên mẫu nào không nè? Đầm em mang mã số là 1594. Hôm nay sale luôn, giá sẽ là 299.000. À em có cái đầm Cái đầm hoa 3D, họa tiết 3D chứ, họa tiết 3D. Ủa cái này màu đỏ đâu rồi ta? Này em có hai màu nè. Mẫu này em có hai màu cho mấy chị lựa chọn nha. Màu này là màu cam, đây màu đỏ đây. Màu đỏ này còn nhiều không? Rồi chị Yên Trần, cái size L mẫu em mang eo tầm 75. Size L mẫu em mang eo tầm 75 chị Yên Trần nha. Qua mẫu em lên một cái đầm mà von 3D đi. Em này họa tiết cây lá rất là xinh. Chị Mai Lan nè. Ok chị Mai Lan, bên em sẽ giao hàng cho mình trong khoảng tầm 2-4 ngày ha. Đặt trên live em giao hàng toàn quốc nha. Trong thời gian là 2-4 ngày mình sẽ nhận được hàng rất là nhanh. Tại vì hàng em may sẵn rồi. Em ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Hàng em may sẵn rồi, để khách đặt thì em cứ giao thôi chứ không cần chờ may nữa. Mặc vừa, nâu không em? Chị Kim Ngọc, eo 95 rồi, không vừa rồi. Eo 95 không vừa. Eo 95 chị lấy giúp em cái ánh kia mà hồi nãy em mặc được không? Cái nâu nó không vừa chị Kim Ngọc ơi. Vậy là không vừa nên là bên em mới không chút đơn á. Chứ đã vừa là em chút rồi. Nha, đầm nâu này không vừa chị Kim Ngọc ơi. Cái ánh kim được. Cái ánh kim, chị thích ánh kim không? Cái ánh kim màu trắng hoặc là màu vàng đồng nha. Đây, mẫu này là chị Kim Ngọc. Kiểu này được không? Dài hả chị Tiếp Trần? Để em đo cho. Tại em thường em không có đo. Cái độ dài váy em ướm chừng thôi. Như là em mét 6 thì em mặc là nó vừa phủ gối á. Em mét 6 em mặc là nó vừa phủ gối ha. Rồi đây để em đo cho mình. Cái này đúng không? Đây. Em đo độ dài là từ vai nha. Em đo dài váy là từ vai xuống nha. Là cỡ tầm 108 chị yêu ơi. Dài váy mà em đo từ vai xuống á, là 108 nha chị Tiếp Trần. Thì em mặc là nó sẽ tầm là qua gối á. Nè cỡ này. Em mặc độ dài là nó tầm ngang bắp chân á. Không có ngắn đâu, em cao mét 6. Em cao mét 6 mặc là ngang tầm bắp chân ha. Dài cỡ tầm 107-108 giúp em. Rồi đây em mặc mẫu đang mang là sale 150 nha. Em này chất liệu là von, họa tiết 3D, xinh lắm, chất mát. Họa tiết nhìn nó lạ mấy chị ơi, họa tiết cây lá khu rừng. 1556 cho em mẫu đang mang, còn 2 size ML 149. Maxi có chị Kim Ngọc nè. Chị Kim Ngọc vừa cái này nè. Cái dạ hội này nè chị ơi, hai cái này chị mặc. Đây nè, cái em cầm với cái màu vàng đồng phía sau là cùng một form á. Đây, cái mẫu này là vừa dài mà vừa coi giãn tốt, là vừa với size của chị luôn. Eo 95. Eo 95 cho em mình lấy mẫu này nha. Eo 95 mình lấy mẫu này cho em nha. Còn mấy cái kia không vừa đâu. Mấy cái kia là không vừa chị yêu ơi. Thường mà chất von là eo nó chỉ cỡ tầm là eo tầm 85-86 thôi. Cái mẫu này là eo em đo lên được eo cỡ 90 hơn á. Đây chứ kiểu này không? Thích kiểu này không chị Kim Ngọc? Chứ mấy cái khác là không vừa rồi. Chị phải lựa mấy cái co giãn giúp em ha. Rồi em mặc đây là 1556 nè. Em có cho mình là màu cam nữa đây nha. Mẫu đang mang hai màu. 56 em mặc đây sẽ là màu đỏ, đỏ tím. Em mặc đây là màu đỏ tím nè. Còn cái em cầm sẽ là màu cam. Màu cam mã số là 1557 và em mặc là 1556. Hai mẫu này đồng giá 149k luôn. Xinh ha, màu này dễ thương. Yêu họa tiết các chị yêu coi nè, nhìn nó nhìn rất là kiểu như là một bức tranh vậy đó. Đấy các chị thấy không? Khoan để em cho mình coi kỹ hơn nè. Đây, nhìn nó như một bức tranh vậy đó cả nhà ơi đây. 40-55 cân vừa cho em màu đỏ nha. Đỏ em mặc đây là 1556 ha, 2 lớp, form này là xòe 2 lớp. Em mặc chất liệu là von nha, sale luôn là 149 nè. 149k cho em mẫu này nha. 1556 sale 149, 2 size ML. 2 size ML em này xếp ly, chân vải xếp ly cho em ha, 40 cho tới là 55 cân. 40 cho tới là 55 cân mặc đẹp nè chị yêu ơi. Cái 2X màu ánh kim này nó coi giãn tốt á. Chứ còn mấy cái von là em không dám trừ hao tới eo 9 mấy đâu. Von là eo cỡ 85-86 giúp em thôi. Hoặc là tối đa 88 tùy mẫu ha. Có cái ánh kim này nó coi giãn dữ dội luôn á. Nè, đầm này của em eo chị 95 là mặc được nha. Tại không biết là chị thích hay không thôi. Chứ cái mẫu này thì ok với chị rồi, eo 95 được. mẫu đen 90-95 mặc đẹp cho em. Hello chị Nhường Nguyễn nha, chào các chị em mới vào ạ. Rồi em mặc đây 149k, chị nào ưng chút giúp em là 1556. Mẫu đen mang 149k nha, sale luôn 149, 2 size ML. 2 size ML 40 cho tới là 55 cân. Em này cũng dài qua bắp chân. Size L 60kg hỏng vừa chị Hương ơi. 60kg không vừa, 60kg phải XL. 60kg phải XL chị Hương ơi. Mẫu này size L là không vừa, size L dưới 55 giúp em ha. Rồi để em kiếm cái nào 60kg cho chị nha. 60kg họa tiết thổ cẩm được không chị? Thích họa tiết thổ cẩm này không? Em này đang sale cũng có 199 thôi. Đây 1526. Sơ mi họa tiết thổ cẩm này em còn size cho mình 60 cân chút giúp em 2XL được không? Thích màu này không? Em lên thử nha. Rồi qua mẫu cho mình một em váy sơ mi đi. Chị Nhã Quyên ơi, size M nhà em là eo dưới 70 á chị. Eo 70 mặc thoải mái giúp em size M nha. Cái nào mà size nó to hơn hoặc nó nhỏ hơn em cũng sẽ có báo cho mình luôn. Chị Nhường Nguyễn hôm bữa lấy một đầm body ưng lắm luôn. Em cảm ơn chị Nhường Nguyễn nhiều ạ. Body nào á chị Dương Nguyễn? Body nào nhớ mã không? Để em lên em khoe cái coi. Để em lên em khoe với chị khách coi là khách em mới nhận cái body khen đẹp kìa. Mà chắc hết hàng quá, tại nay body em cháy hàng hết trơn rồi. Còn cái ren là đủ size thôi. Còn lại mấy cái body khác cháy hàng hết trơn. Rồi qua mẫu nha, đầm này của em mã số là 1526. Sơ mi, em này là thiết kế của sơ mi. Mẫu này mình mặc đi làm được, đi chơi được luôn. Đi làm được, đi chơi được cho em. Còn hai size là M với 2X đó. Em còn hai size nha, M là 40-50 cân, còn 2X đó là 60-65. Đây, mẫu này cho em vừa nè chị ưng không? Sơ mi họa tiết thổ cẩm, đầm này em sale 199 thôi. Bi cổ vét. Còn, cái đó em còn. Bi cổ vét là cái này. Đúng không? Cái bi cổ vét này đúng không chị? Em này dễ thương lắm, mấy chị làm văn phòng mặc đường nè. Còn một cái nữa, em có hai cái vét lận. Đó, body mà cổ vét là có hai cái đầm này nè. Đầm treo trên xào hoa hồng đó em, hoa hồng. Treo trên xào hoa hồng. Đây hả chị, cái này không có vừa rồi, em này còn size M thôi chị ơi. Em này dưới 50 cân giúp em. Hoa hồng này chị còn size dưới 50 cân thôi, hồng cam. Này là hoa đào á. Em này họa tiết hoa đào nè, nhưng mà em chỉ còn size M thôi. Ở đấy chị Như Nguyễn, hai cái này đẹp nè mấy chị. Đây, hai cái đầm vest này xinh lắm. Kiểu mình mặc đi tiệc cũng được, hoặc là mấy chị mà kiểu làm văn phòng công sở nha. Hai cái này nó có co giãn nên là mặc thoải mái, không có bị ôm bó. Body nhưng mà mặc êm lắm, không có bị bó đâu. Nó có co giãn ha. Đó, chị nào đang tìm body em có hai mẫu này nha. Hai mẫu này siêu xinh, chị nào ưng thì em lên mã cho mình xem. Mã em mang hả, màu sáng hả chị? Họa tiết này hay là sao? Nếu mà sơ mi thì em có màu trắng nè. Sơ mi em có màu trắng nhưng mà họa tiết khác nhau, không có giống chị yêu ơi. Kiểu mà thích cái hoa em mang màu khác thì không có nha. Mỗi một mã số chỉ có một màu thôi. Chị thích màu sáng em sẽ có cái này, sơ mi trắng. Sơ mi trắng họa tiết, cái này em gọi là họa tiết hình học. Sơ mi xếp ly họa tiết hình học nè. Đây em này cũng màu trắng nha, em này là sơ mi tay dài. Đó, sơ mi tay dài. Rồi, ưng cái nào em lên cho mình xem. Sơ mi tay dài. Chị Hương Đỗ ơi, màu sáng em có màu trắng ha. Trắng xếp ly với trắng tay dài nè. Đó là hai cái sơ mi màu sáng, còn lại đa số em có sơ vẫn còn. Nhưng mà nó nền đen hoa nè. Rồi nền đen họa tiết mắt xích nè, hoặc là họa tiết caro. Sơ mi đa số có nền tối không à? Có cái này dễ thương nhưng mà size nhỏ chị ơi. Màu trắng hoa nhí nè. Cái trắng hoa nhí này em còn size bé chị vừa không? Size M. Trắng hoa nhí em còn size M nha. Size M là dưới 50 cân. Để mặc thử cho mình coi. Cổ này dễ thương á. Đầm em mang mã số 1526 nha. Em này 199 thôi. M với 2X còn 2 size thôi. Thế rồi chất cáp. Đầm này xếp ly á. Màu em mang là xếp ly nha. Xếp ly cho mình nè. Xè rất là rộng luôn. Còn hai size là M với 2X. Em sale 199.000 luôn. Rồi lên một em sơ mi trắng hoa nhí cho mình. Mẫu này còn size M thôi. Em này để size mất tiêu rồi. 1524. Sơ mi hoa nhí em mặc đây mã số là 1524 nha. Size M dưới 50 cân vừa. Size M dưới 50 cân vừa cho em ha. Đó, 40-50 cân mặc ok cho em này mấy chị ơi. Dễ thương không? Có túi nữa nha, hai lớp, một lớp. Đồng này của em là sơ mi vải châu tôn, một lớp, hai túi, form nhẹ lắm, xe nhẹ nhàng thôi. Rồi sale luôn, cái này hình như 150 đổ lại thôi. Cái váy em mang rẻ lắm, nhưng mà để em kiểm tra cho nó chắc cú. 1524 nha, 1524, 100 mấy đây ta, khoan để em xíu. 1524. 1524 149k 150. 1524 149k cho em nè, sơ mi hoa nhí nha. Sơ mi hoa nhí em còn cho mình là size M. Mẫu này em còn size M thôi cả nhà ơi, 40 cho tới là 50 cân á. 40 cho tới là 50 cân mặc được nha. Chị nào dưới 50 cân cho em mình chốt ạ. Đây em mặc cái này là sơ mi hoa nhí còn size M thôi. Dưới 50 cân vừa đẹp em sale luôn là 149. Rồi em qua cái trắng họa tiết này cho mình xem thử nha. Chị nào mà thích mấy cái tông màu sáng một xíu thì em có mấy mẫu trắng như vậy. Coi ưng cái nào thì mình lên đơn giúp em ha. Cái trắng này thì xếp ly nè. Cái trắng này thì xếp ly với lại có dây eo. Đây có dây cột eo luôn. Họa tiết nó lạ ha. Họa tiết nó cũng nhiều màu cho mình nữa. Nhưng mà màu xinh lắm, không phải kiểu lè loẹt đâu. Rồi em qua mẫu nha. Cái em vừa cầm. Cái nào chị Hương Đỗ ơi, cái nào? Cái nào chị, cái màu nào để em lên cho em cầm lại cho mình xem. Khoan để em thay cái sơ mi này cái đã, đợi em xíu. Em lên cái trắng xếp ly nha, trắng xếp ly này sale 149k luôn. Nhưng mà em này hình như nhiều size hơn cái kia một xíu. Đây. Rồi lên sơ mi trắng tiếp tục. Em này thì chân váy sẽ là xếp ly ha. Toàn bộ chân váy xếp ly cả trước cả sau luôn. Với lại có dây cột eo nữa. Mẫu này thì các chị mình có thể là thắt nơ phía trước hoặc phía sau đều được nha. Rồi 149k cho em luôn. Rẻ quá rẻ. Rồi đây 1461 cho em. Sơ mi trắng em này thì là von. Cái sơ mi trắng em mặc thì là chất von nha. Sơ mi von hai lớp. Hai lớp form đầm xè. Đó 40 tới 65 không ta, để em kiểm tra coi. 1461 á. Trắng em mang mã số là 1461 nha. Rồi hết mờ. Em còn 3 size LXL 2X đã 50 tới 65 cân thôi. 50 tới 65 cân vừa giúp em nè. Đây màu này sáng da nè mấy chị. Ai thích sáng da chọn cái này cho em đi. Siêu sáng da. Siêu sáng da, siêu dễ thương luôn. Lấy mẫu em mang chốt đơn mã số là 15. 1461 chứ. 1461 kèm số điện thoại cho em ha. Từ 40 cho tới là 60 cân vừa nè. 40 tới 60 cân mặc em nhầm năm. Khoan em nhầm 50 tới 65 cân 3 size. 50 tới 65 cân em còn 3 size là LXL và 2X. Dễ thương quá trời. Màu này em thấy mặc trẻ đó. Cái kiểu này nhìn nó trẻ trung tại do nó xếp ly với cái màu trắng nữa. Nè, nhìn rất là xinh luôn ha. Rồi sale em này 149k thôi. Chị nào ưng thì chốt đơn giúp em nha. Nhớ mua trên live nha cả nhà. Mua bên ngoài không có giá này đâu. Qua shop là hơn 400 á. Qua được tiếp shop hơn 400. Coi livestream em sale luôn 149 thôi. 149.000 đồng. Dễ thương chưa. Xếp ly nha. Xếp ly cả trước cả sau nè. Đó, cổ sơ mi, tem mạc đầy đủ. Khóa ẩn nha, với có dây cột eo luôn. Mấy mẫu này không có sợ rộng nè. Mấy cái đồng này rộng thì cột eo vô cho em thôi, không sợ rộng luôn. Giá 149.000 đồng. 149k đồng em mang. Chị yêu nào chưa có đặt đơn ha. 1461. Chị muốn coi lại cái nào chị ơi? Muốn coi lại màu nào để em dơ lại cho? Muốn coi màu nào để em dơ lại cho? Tại em không có biết là chị muốn coi cái màu nào. Không có nhớ. Không có nhớ nha. Rồi em mặc đây mã số là 1461 ạ. Sơ mi sale giá 149k. Còn cho mình là 3 size. Còn 3 size từ 50 tới 65 cho em mình chốt ha. 50 tới 65 cân. Đó em lên nốt cái trắng này nữa nha. Có mấy cái trắng nè. Ôi dạ, hôm trước có cái trắng hoa tím dễ thương lắm mà hết hàng rồi. Mấy cái màu trắng này khách em cũng thích nè. Đây em lên nốt cái trắng tay dài này cho mình. Xong rồi em qua mấy mẫu khác nha. 3 cái sơ mi rồi đó. Chị Bích Nhu 52 cân vừa. Đồng em mặc là từ 50 tới 65 cân mặc được mà. 50 tới 65 cân mặc được cho em. Có 150 rồi mấy chị. Rẻ hơn đi chợ mua vải may luôn. Còn rẻ hơn là đi chợ mua vải may nữa. Khỏi cần may, em may sẵn rồi. Đặt em giao liền. Đặt cái là có đầm mặc luôn. Rồi sơ mi tay dài. Sơ mi tay dài, em này mã số là 1551 nha. Em này form dài luôn. Cái tay dài, cái form nó cũng dài luôn. Nó dài hơn mấy cái trước em bật. Nó dài hơn cái sơ mi trắng vừa rồi, thấy không? Đó, form này dài gần tới cổ chân của em ha. Tay dài bo thun. Mẫu này là 1551 nha. Em còn hình như size nhỏ thôi. Dưới 55kg là vừa cho em. 1551 em mang nha. Sale 159.000 luôn. Em còn hai size cuối là M với L thôi. Mẫu này thì lại còn size bé. 55 cân đổ về cho em là vừa nha. 159.000 rẻ ha. Cả cái đầm dài luôn, rẻ hơn cái áo nữa. 159.000 còn rẻ hơn là mình đi mua một cái áo sơ mi nữa. Còn em đây là em mặc nguyên cái đầm nè. Em đang mặc là nguyên cái đầm luôn mà có 159.000 thôi đó. Ôm nghĩ là đặt liền nha. 1551 kèm số cho em. Tay nè, tay dài bo thun. Làm thành cái tay bồng luôn. Tay bo thun nha, 1551. Chất liệu là von. Em sale 159 thôi à. Em sale 159.000 nha. 2 size ML. Đây là họa tiết nè. Nền trắng phối họa tiết. 2 size ML giá 159k. Chị nào 40-55 cân giúp em mình chốt ha. Rồi, 40-55 kênh mình chốt giúp em mẫu váy này nha. Lên đơn cho em mã số là 1551. 1551 mình kèm số điện thoại cho em ha. Size M với L, còn hai size cuối là ML thôi. 55 kênh quay đầu cho em mình chốt ạ. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size luôn. Rồi qua mẫu. Qua mẫu nha. Ủa cái này xinh quá mà hình như nó bị lỗi rồi. Em có cái sơ mi này dễ thương này mấy chế thôi nhưng mà nó bị lỗi rồi. Này mặc chơi chơi thôi ha. Em có cái này dễ thương nè. Nhưng mà nó bị lỗi nha. Này sale cho mấy chị mặc chơi chơi, đi đây đi kia, dạo dạo một xíu cũng xinh nữa. Nó chỉ có bị lỗi cái kéo xíu thôi. Nó có hơi bị tưa một chỉ. Đây. Cái đầm này của em nó hơi bị lỗi chút xíu. Chị nào size M không? Em cái này gọi là em sale tặng cho mấy chị luôn nè. Nó hơi bị bung cái này nè mấy chị coi nè. Nè, nó bị bung cái đoạn cuối của cái khóa kéo á. Nhưng mà cái kéo vẫn bình thường. Cái kéo vẫn kéo bình thường nha. Đó chứ không phải là hư kéo ha mấy chị, nó chỉ bung chỉ thôi, nó chỉ bung chỉ ở đây thôi. Thì về nhà mình nhíp lại cho em xíu cái này là được nha. Xinh lắm. Nhíp lại cho em một xíu cái đoạn cuối này là ok ha. Đó chứ còn lại là nó vẫn đẹp bình thường. Em này đuôi cá nè. Em này form dài đuôi cá nha, size M đó, còn có một đơn thôi, cái cổ màu đỏ nè. Nhìn nổi không? Rồi để em sale cái này 49k mấy chị về nhíp chỉ lại giúp em nha. Nhưng mà để em coi còn có số lượng không đã. Rồi xong xóa mất mã rồi. Để em lên em nhập cái khác đi. Em mang là 1551. Chị nào ưng rút đơn nha. 159 á. Mẫu em mang 1551. Mẫu em mang là 1551. Mấy chị có muốn mua cái này không? Em sale cái này 49k luôn. Mua về mặt dạo dạo phố này kia cũng xinh ha. À nó có hơi bị tươi chỉ nhẹ một xíu nha. Một cái đường nhỏ hơn nè. Đó giống như nó bị rút hết một cụm chỉ ấy mấy chị. Thường là mấy cái này em không có bán đâu. Mà em thấy cái này dễ thương quá nè. Thường là mấy cái này em không có bán luôn á. Mấy cái mà bị lỗi như vậy là em bỏ hết. Nhưng mà thấy cái này xinh quá nè. Còn có một đơn thôi. Nó chỉ bị xíu chỉ ở đây với một đoạn chỉ bị rút ở đây thôi. Còn lại là mặt đẹp hết sảy luôn. Có chị đã thích cái này không? Nếu mà thích thì để em sale tặng cho mình 49k luôn. Có không? Có ai thích không? Còn không thì em để lại đây tiếp. Các chị đã thích cái đầm đó không? Sơ mi đuôi cá đó, dễ thương lắm. Em nói chất liệu là von nha. Thích thì em lên cho mình xem, còn không thì em thay cái khác đi. Rồi qua mẫu nha. Lên tiếp cho mình một em đầm khác đi. Để em coi có mẫu nào nãy giờ chưa lên không. Rồi, lên cho các chị yêu một em váy gấm đi ha. Một em đầm gấm xốp. Một em đầm gấm xốp nha cả nhà ơi. Đây, gấm xốp màu đen. Một em đầm gấm xốp màu đen. Em này mặc đi tiệc là siêu đẹp luôn. Full size cho mình. Full size cho mình lựa chọn luôn. Em chào chị Nari ạ. À. Dạ sơ mi em mặc là von đó chị. Sơ mi em mặc là vải von nha. 40-65kg. em nhầm 55kg. Em bị liệu. 40-55kg lẽ sai. 1551 lẽ sai. 159.000 thôi. Rồi cái gấm này full size nè. Em về mẫu này hai màu nha. Chị là thích đen chút giúp em mã số này là 1580. Rồi mặc vô cái là nó hit form luôn á, mặc vô là ôm form như vậy luôn. 1580 đồng em mặc đây, chất liệu là gấm xốp nha, tay nhúng phồng nè, tay có nhúng phồng cho em ha. 349 đồng này full size. Gấm shop em mặc full size cho mình luôn, ML, XL và 2X nha. Ở nhà đang xem live cho em xin một dấu chấm đi. Chị nào đang coi livestream chấm bài cho em với nè, để không có bị ẩn mấy chị ơi. Nhà đang xem live cho em xin một dấu chấm tương tác với em để cho nó đỡ buồn. Đây em mặc trên người là 1580 nha. Mẫu này em còn size từ 40 cho tới là 65 cân. Gấm shop màu trắng hả chị? Không, em không có gấm màu trắng, em có von trắng rồi. Em có von trắng nè, không có gấm trắng, gấm chỉ có màu này với màu nâu. Đây, em có màu này với màu nâu, với cái shop này mới về là Sicola. Đó, shop mới về Sicola, với cái này là shop hoa nè. Shop hoa màu nâu nè, với em mặc màu đen thôi, không có màu trắng. Ui, em thấy chị Nguyễn Hằng nè, em thấy chị Kim Anh ha, chị Mai Điển nè. Mã 49K. Size M em, tại em chứ không thấy chị nào bình luận hết. Cái mẫu đó size M dễ thương lắm, nó chỉ lỗi xíu thôi. Nhưng mà mặc được. Về chỉ còn giúp chỉ thôi là mặc bình thường, chứ không phải là bị gì lỗi nặng nha. Nó vẫn còn mới y luôn á. Nó còn mới y luôn á, chỉ có lỗi xíu cái đường chỉ ở đó thôi à. Chứ còn lại nó không có bị gì hết trơn luôn á. Chị mặc bình thường cho em. Dễ thương lắm, đuôi cá nè, hai lớp luôn nha, form dài luôn. Này 49 ngàn, nhưng mà size M vừa không chị? Size M vừa không? Nếu mà chị nào vừa đây em tặng cái này cho mình 49k luôn. Mua thử trải nghiệm nha. Nhưng mà khoan để em tìm một cái mã nó đang trống để em cho nó vô coi, chứ cái mã này nó hết hàng. Cái này là nó hết hàng rồi nên là em xóa mã nó lâu rồi. Mẫu này là không phải hàng mới. Đồng này là đồng xả kho lẻ size. Đồng lẻ size nha. Đây em mặc để em ghi mã cái đang mặc trước cái nha, rồi em sẽ nhập cái váy đó vô sale. Đầm em mang mã số là 1580 nha. Mẫu này là 349 thôi. Màu đen này mặc siêu gọn dáng luôn. Màu đen này mới chế mặc là siêu hắc dáng cho em luôn. Đó, ai lấy màu em mang đặt đơn mã số là 1470 cho em đi. Quên em nhầm, khoan 1580, trời em bị liệu. 1580 kèm số giúp em ha. 1580 hôm nay sale với giá tiền chỉ có là 349k. 349k màu em mặc nha. Chị nào chưa có mình lên đơn. Đây để em sale cái sơ mi này ha. Lên cái sơ mi này cho mấy chị coi nha. Xinh cực kỳ, dễ thương lắm, tin em đi. Nó chỉ lỗi cái khóa này do em kéo mạnh quá nó bung chỉ ra thôi, chứ nó không bị gì hết trơn. Mặc vẫn được nha, mặt vẫn bình thường. Về đơm lại cho em cái đạn chỉ đó một xíu là được. Gấm em mặc là 1580 nha. Em này form đẹp nè, mặc vào gọn cho em, mặc lên là gầy đi mấy ký liền luôn. May kèm 2 túi nha, form xòe, giá là 349 á. 349 em có màu nâu. Em có màu nâu nữa, chị nào thích nâu thì em lên nâu cho. Ai thích nâu em lên nâu nha, còn không thì em qua mẫu nè. Rồi, qua một em đầm sơ mi, em này sale 49k nha. 49k. Lỗi nhẹ thôi, lỗi nhẹ xử lý được nha, chứ không phải lỗi nặng. Đơn chỉ cái là xong, không cần thay kéo đâu, đơn chỉ lại thôi. Size M cho em. Trời ơi, cái đồng này hôm trước em bán 350 đó mấy chị. Cái đồng này hôm trước em bán nó 350 á, xinh không? Cái cổ nó phối màu nè. Rồi bên dưới nó là đuôi cá dài nha, 40 tới 50 cân cho em. 40 tới 50 cân cho em mẫu này. Đó, 49k. 49k đồng xinh chưa? Dễ thương không? Form dài, dáng dài em này chút quăng tơ luôn. Rồi chút giúp em mẫu này là 1472. 1472 sale nha, 1472. 49k, chia sẻ cho em 3 lần nha, đổi lại cho em 3 lần thôi là có cái đầm đẹp rồi. 1472 là 1448 cũ. Nhưng mà em xóa mã rồi. 49k. Rồi size M nha. Chị nào ưng mẫu này chút giúp em 1472 à. 1472 49k. 1472 49.000 cho em nha. Chút đơn mã kèm số nè. Eo dưới 70 cho em là được. Kiểu có túi rồi nè, có túi luôn nha. Bên trong đúp lót luôn, không mỏng mà ok. Rồi nãy chị nào hỏi đầm maxi đúng không? Maxi để em lên cái maxi. Đây cái này là cũng dạng dạ hội cho maxi đó này, dạng dạ hội luôn á. 1313. Dạ hội và chiếc phong 72 nha, em mặc là 1472 49.000. Về nhớ đơn chỉ cho em nha, đơn lại cho em xíu chỉ dưới là ok đó. Đó, đẹp, đuôi cá rất là xinh. Ở dưới này nó còn có nhúng nữa. Cái tầng nuôi cá ở dưới cũng có nhúng ly cho mình, dễ thương lắm. Chị nào mà chốt được em này 49, trời ơi. Rẻ hơn mua đi mua vải luôn nha, rẻ hơn đi mua vải. Về đơn chị giúp em xíu là được nha cả nhà, chứ không bị gì đâu. Rồi em qua mẫu ha. Đây 1313. Dạ hội vải chiếc phông. Đồng này em sale cho mình là 239, tại vì lễ sai. Cái váy này bình thường em bán là 300 mấy á. Đồng này của em bình thường là hơn 300 nha. Hôm nay sale cho mình luôn nè. Nó bị bung cái đoạn dưới một xíu như vậy thôi. Về nhà đơn lại giúp em là được. Em báo rõ nha, chứ không thôi mấy chị khách lại bảo giao hàng lỗi nữa chết em. Đó, sơ mi có 49.000. Rồi, rẻ quá rẻ. Xinh ha, em này dễ thương lắm. 1472 nha, mã là 1472 đó. À quên, để em báo cái bản này 1472 chứ mấy bạn không biết nữa. Ok. Rồi em mặc trên người đây mã số này là 1313. Mẫu này em còn 2 size cuối là M với L. Bình thường hơn 300 nhưng mà nay lễ size rồi em sale là 239 luôn. Hôm nay sale là 239.000 đồng nha. Chị yêu nào chưa có mình đặt đơn giúp shop ạ. Giao hàng đến tận nơi, hỗ trợ xem trước thanh toán nha cả nhà. Chốt đơn cho em là 1313. 1313 239.000 ML. Ui size L còn có 3 đơn hả? Size M còn có 3 đơn thôi, còn lại là size M là chủ yếu nha. Sale luôn. Sale luôn 149. Ui. Em không có ưu tiên á cô Thủy ơi. Cái chị mình thông cảm giúp em nha, tại vì hàng sale á em có một cái thôi, mỗi mẫu nó có một cái là mấy cái sale lẻ size á, nên là để công bằng thì em lên mã. Em lên mã rồi chị nào chốt trước thì bên em sẽ chốt ha, mình bình luận trước thì bên em chốt ha. Bình luận giúp em mã kèm số điện thoại nha. Ai chia sẻ rồi thì em ưu tiên em chốt nha. Đó nên là em mới nói với chị là đầu like vô mình cứ chia sẻ đi, không có thiệt đâu. Như mấy cái đầm mà lẻ size đó đó, mình đặt mà chia sẻ rồi thì cái cơ hội chốt của mình nó cao hơn. Đó, để chị nào cũng đặt hết đó, 2-3 chị đặt chung thì em không ưu tiên được. Bên em thì cứ ai đặt đúng thông tin có chia sẻ rồi thì em lên đơn thôi ha. Rồi, cái này em mặc là 2 size cuối ML nè, 239 2 size. Đầm em mang là 239k. Em còn 2 size cuối là M với L nha. 55 cân đổ về cho em mặc đẹp, dưới 55 cân. 1313 kèm số cho em nha cả nhà. Chất liệu chip phông tay le le xinh ha. Hai bên tay le le cho mình dễ thương không? 40 tới 55 kg. 40 tới 55 kg là mặc đẹp cho em nha. Lên đơn mã này là 1313. Lên đơn mã này cho em là 1313 kèm cho em cái số điện thoại nha. Chiếc phông dáng dạ hội phông dài luôn. Em cao 1m6 là mặc tới cổ chân luôn á. Đó. Đó có túi nữa nè, 2 lớp phông đầm dài may kèm túi. Rồi đi tiệc hai chị Nga ơi, đi tiệc em có bộ này xinh nè. Em này chất ánh kim. Em này chất ánh kim nha. Cái kia mà không chốt được thì thôi nè. À khoan đi, khoan để em sale tiếp một mẫu cho mình đi. Đó, để công bằng nha. Để cho công bằng em lên tiếp một cái đầm nữa cũng sale luôn. Đây, công bằng cho mấy chế đi. Nãy có một cái kia dễ thương đúng không? Lên cái này đi. Cái này cũng một cái luôn. Đó, đây là cái chợ tranh thủ giúp em hàng sale lẻ size như vậy đó, mình phải nhanh tay nha. Mỗi cái nó có một thứ một như vậy. Ủa cái này xinh quá nè. Em này siêu xinh luôn. Này, ủa cái này cũng đuôi cá luôn mấy chị. Trời ơi sao nó trùng hợp vậy ta. Em này cũng đuôi cá nha. Dễ thương quá. Mẫu này của em cũng một cái cuối nha. Chị nào nhanh tay rồi chuẩn bị liền mấy chị. Chia sẻ cho em đi. Chia sẻ cho em 3 lần trước đi nha. Để em đọc mã cái mình chốt luôn nè. Chứ không thôi là chứ không kịp nha. Mấy cái mẫu này là hàng duy nhất, mỗi thứ có một cái thôi đó. Em mặc thì còn 2 size. Em mặc là còn 2 size ML dưới 55 cân nha. Mỗi size cũng khoảng mấy cái thôi chứ không nhiều. Size L có 3 đơn thôi. Đa số là size M. Còn mấy cái hàng hiếm này là mỗi mẫu có một cái duy nhất thôi. Đây, chuẩn bị chưa? Chia sẻ xong chưa? Chia sẻ xong chị em cho mình vài giây chia sẻ trước đó. Em lên mã cái mình phải chốt liền nha. Em không có cái thứ hai để chốt đâu. Bữa nay chỉ có đúng một đơn thôi. Trời ơi, em này chị nào chốt được là em nói tối nay cũng gọi là êm giấc luôn á. Xinh chưa? Dễ thương không mấy chị? Mẫu này không lỗi lầm gì hết nha. Đầm này là đầm mới của nhà em luôn. Mới tức là nó còn nguyên vẹn y nguyên mới chừng bịch kiến khui ra nha. Chứ cái này thì không phải là mẫu mới về. Mẫu này là hàng mẫu của đợt trước mà không có may. Là thường là em về cho mình hai đợt hàng mới. Ví dụ như đợt hàng mới em may mẫu là cỡ tầm 30 mẫu đi, sau cái nhưng mà không phải là về hết được 30 mẫu đâu. Có thể là về chỉ có 20 mẫu. Sắp xong rồi, vô đây đi. Có thể về chỉ có 20 mẫu thôi, còn mấy mẫu còn lại thì không may. Đó, như cái này là hàng mới luôn đó mấy chị coi. Xin không? Chốt liền cho em cái đồng này 99k. Xong chưa em đọc mã nha. Chị nào hụt cái vừa rồi là phải chốt được cái này nha. Xinh lắm. Ui trời đất ơi, rồi đó cái mạc luôn. Rồi chốt giúp em đồng này là 1447. Đồng em mang mã số là 1447 nha cả nhà, cũng là size em M. Hello em bé. 99k cả nhà ơi, 1447 cũng size M y chang cái này em mặc luôn, thiệt là trùng hợp luôn á. Đuôi cá cũng là von nhưng mà màu khác. 1447 nha, không biết chị nào chốt được cái đồng này luôn á, siêu xinh. Lên đơn cho em mẫu váy đang mang là 1447 nha cả nhà ơi, nhanh tay nha. 99k cho em tri ân buổi tối hôm nay. Hên ghê, có được hai cái cho nên mấy chị dành cái kia màu đỏ, cái này màu đen ha. 1447 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà, không biết chị nào chốt được đây. Nhanh tay nha, chỉ có một đơn. Vô like không? Vô like nha. 99k cho em nha, mã số là 1447 nha cả nhà ơi, 99k. Nhanh tay, em chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn để em báo giá đã. 99k. Đó, rồi. Hết buồn rồi nha. Nãy giờ là lên hai cái đồng sale 99 toàn là siêu phẩm rồi đó. Rồi đồng này thì không bị lỗi gì hết, đồng này là mới 100% nguyên vẹn cho em ha, bình thường, mặc đẹp, mặc vô là đẹp luôn, 99k. Rồi chị nào chưa có mẫu này đặt luôn cho em ha. Nãy giờ chị nào chưa kịp chia sẻ livestream mình nhớ chia sẻ liền cho em đi nha. Chút xíu sẽ có livestream mới. Bây giờ em sẽ tắt live này và bật livestream mới các chị mình đón xem giúp em khoảng tầm là 5 phút nữa nha. Bây giờ thì chúc các chị mình buổi tối vui vẻ nhé.